Lấy oán trả ơn. Đợi mãi trời mới đứng bóng một chút để sang bên làng Hạ cho đỡ nắng nôi và mệt mỏi đây. Nếu đi thẳng đường làng thì sẽ qua đò ở đó mất những 3 đồng bạc. Còn nếu chịu khó đi ngược lên chừng 2 dặm sẽ có đoạn bồi, khúc sông hẹp hơn, đi đò chắc chắn sẽ rẻ hơn, mà có khi còn chả phải đi đò chứ. Thôi, mình cứ đi lên đường đầu làng đúng nhất. Hình như rẽ chỗ này thì phải. Ủa, chẳng phải là ông Lý kia sao? Vì sao ông ấy lại rẽ vào con đường mòn đó nhỉ? Đấy là con đường dẫn đến đoạn bồi ở đoạn trên con sông mà. Nhưng trên đó lâu nay làm gì có ai qua lại chứ. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng đến nơi, thế mà cũng chiều xuống rồi đấy. Nhanh chân thì qua kịp sông trước khi trời tối. Ôi trời ơi, nhưng sao quái lạ, chả thấy con đò nào thế này nhỉ? Đò ơi, đò! Sao chẳng thấy bóng dáng con đò nào nhỉ? Nhưng nhìn đoạn sông này có vẻ nước cũng nông và cũng hẹp, có khi chẳng cần đò cũng qua được, nên mới không có con đò ở đây. Đã thế, mình tự lội qua sông cho rồi, càng đỡ mất tiền đò. Chắc nước chỉ đến ngang bụng là cùng. Đến gần giữa rồi mà nước cũng mới tới đùi thôi. Quả là mình quyết định đi lối này là đúng. Ôi trời ơi, cứu, cứu, cứu. Sao chẳng thấy bóng ai thế này? Mình chẳng nhẽ chịu chết rồi ở đây sao? Cứu, cứu. Như có tiếng kêu cứu. Liệu có phải là ông Lý lúc nãy đi vào con đường mòn kia không? Không thấy có tiếng gì nữa, mình có nghe nhầm không? Thôi, cũng có một đoạn, cứ vòng lên kiểm tra cho chắc. Đúng là có người gặp nạn rồi. Ông bám vào đây, tôi kéo ông lên. Cứu, cứu. Ông cứ bình tĩnh, đừng vô khoáng loạn lên thế. Ôi trời đất ơi, chẳng nhẽ bây giờ mình chỉ còn có một con mắt thôi ư? Không, không rồi, trời đất ơi. Thưa ông chủ, có người chèo đò hôm trước sang thăm ông ạ. Người lái đò? Chính hắn ta hãm hại mình ra nông nỗi này. Dạ, chào ông, tôi tiện đường ghé qua thăm xem tình hình sức khỏe của ông thế nào rồi. Tôi cũng mua biếu ông ít thuốc bổ để cho nhanh khỏi. Ông tưởng ông không mang thuốc sang thì tôi không có thuốc chắc. Nhưng giờ có thuốc tiên cũng không lấy lại được con mắt lành lặn cho tôi. Vậy ông tính thế nào đây? Sự việc xảy ra cũng là tai nạn ngoài ý muốn. Khi đó trời thì đã tối. Tôi cũng là vì sốt sắng muốn cứu ông lên nên... Cứu cái gì chứ? Ai cần ông cứu hả? Là ông cố ý hãm hại tôi. Ông thật là quá cố chấp. Tôi hãm hại ông thì được mục đích gì cơ chứ? Được lắm. Ông không chịu nhận tội thì tôi sẽ kiện lên quan. Khởi bẩm quan lớn, xin hãy lấy lại công bằng cho tôi. Chẳng là mấy ngày hôm trước, khi tôi đang lội ngang qua con sông, lúc gần sang đến bên kia bờ, thì người lái đò ở đâu đi đến giơ cây sào chọc trọng thương con mắt của tôi. Này, với con mắt mang tật này thì tôi không thể làm được việc gì nữa. Bẩm quan lớn, tôi bị oan. Là ông Lý đây sang sông bị đuối nước, lúc đó tôi đã cho đò qua ứng cứu, nhưng thật chẳng may, trong lúc chập choạng đã chọc cây sào phải ông ấy. Vậy là ông cũng thừa nhận đã chọc cây sào phải người đàn ông kia. Dạ, nhưng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn trong lúc cứu người thôi. Bẩm quan lớn, hắn nói láo, là hắn chủ đích chọc cây sào vào tôi, chứ tôi đang lội sông, đâu cần phải cứu đâu ạ. Ông có nghe tiếng kêu cứu không? Dạ. Đấy, tôi không hề kêu cứu, thưa quan lớn. Lúc đó tôi chỉ đang lội qua sông, chứ đâu có đuối nước đâu. Xin quan lớn xem xét, nhất định phải bắt ông ấy làm nô bọc cho tôi đến cuối cuộc đời để lấy lại công bằng. Sự việc hôm đó ngặt nổi là chỉ có 2 người này, không hề có ai làm chứng. Công bằng mà nói, đoạn sông vắng phía trên có hẹp và nông hơn thật, nhưng cũng chẳng có ai lại đi lội qua đó làm gì. Và nếu người kia chỉ đang lội qua sông thì hà cớ gì phải đưa sào ra giúp để rồi gây ra sự việc rắc rối này. Thế nhưng để làm sáng tỏ được
ai là người dựng chuyện nói bậy thì không phải là dễ. Vụ án này ta cần làm rõ thêm một số chi tiết, vậy cho hoãn xử án lại 3 ngày sau. Dạ, tuân lệnh. Chỉ hôm nay thôi, lão lái đò sẽ phải về làm không công cho ta cả đời. Nào, lên đường lên quan huyện thôi. Hôm nay, quan huyện chuyển sự án ở bờ sông nơi xảy ra sự việc. Mời ông đến đó. Vụ kiện của hai người, ta đã tìm hiểu rõ ngọn ngành. Nay ra đây xử án để lấy lại công bằng cho cả hai. Tuân lệnh quan lớn. Tuy nhiên, trước khi lấy lại công bằng, thì xét thấy ông Lý đang có một bên mắt bị thương. Thế nên, bản quan sẽ chữa trị cho vết thương đó trước, để ông Lý không bị thiệt thòi. Đội ơn quan lớn. Người lái đò, hôm đấy có phải ông đã dùng cây sào để kéo ông Lý đây lên đò? Vâng, thưa quan lớn. To gan, hôm nay có ta ở đây, ta cấm ông không được can thiệp vào việc ông Lý lội sang bên kia bờ. Và như ông Lý cũng đã thấy, hôm nay ta đã sắp xếp một vị lang y ở bên kia bờ. Chỉ cần ông ra đứng đúng vị trí hôm trước, rồi đi tiếp sang bờ bên kia, thì vị thầy y đó sẽ chữa lành con mắt cho ông. Giờ bảo ta lội sang bên bờ kia ư? Nhưng đoạn sông đó đâu có lội được. Nào, còn chờ đợi gì nữa vậy? Hãy qua sông đi, hay cần người giúp một đoạn? Ôi trời ơi, quan lớn ơi, đoạn sông đó đâu có lội qua được. Tôi lại không biết bơi. Quan lớn ơi. To gan, nhà ngươi khai báo là tự lội qua sông, nay lại không dám lội và nói không biết bơi nữa. Xin quan lớn tha mạng. Vậy là nhờ tài sử mẹo của quan, lão nhà giàu đã bị vạch mặt thủ đoạn của mình. Người lái đò nhờ đó được minh oan, không phải ở đợ cả đời. Nhưng ông cũng không quên gửi lời tạ lỗi và đền bù phần nào vì sai sót của mình. Món quà đặc biệt. Mẹ ơi! Mẹ! Lạnh quá! Lạnh quá! Lạnh quá! Lạnh quá! Chết thật! Mẹ ốm lâu chưa? Sao không gọi cho con về? Mẹ ốm mấy hôm rồi. Mẹ nằm nghỉ, để con mời y sĩ trạm xá đến khám cho mẹ. Không được đâu con à. Y sĩ xã đi tập huấn trên tỉnh chưa về. Cả bản nhiều người bị dịch sốt rồi con à. Chết, để con đưa mẹ lên bệnh viện huyện. Thôi, đi viện tốn kém lắm. Hay con mời thầy cúng về, đuổi con ma bệnh tật đi xem sao. Cùng bản có thể khất tiền thầy cúng trả sau cũng được. Thời nào rồi mà mẹ còn tin vào thầy cúng. Thôi cứ đi viện đã, có gì con sẽ thu xếp sao. Bác Siêu ơi, bác có nhà không? Anh Lũ hả? Bố em đi chở khách đến đêm mới về cơ. Thế này mẹ con mình phải đến chiều mới lên đến huyện. Giúp được gì không? Ôi vàng ơi, may quá. Mẹ tôi bị ốm, tôi đưa mẹ đi viện. Đường xa không đi nhờ xe được. Trời sắp tối rồi, mẹ tôi chắc mệt quá rồi, nên chắc không đi nổi nữa. Nhờ bác. Được, tôi có việc về thị trấn, hai người có thể đi cùng tôi. Cảm ơn bác quá. Ấy, cháu không có tiền để vào phòng khám tư đâu. Bệnh mẹ cậu để lâu sẽ gây biến chứng. Bệnh viện huyện còn xa lắm. Cậu cứ vào đây, phải lo cho bà đã. Tiền nông nói sao? Hóa ra ông là bác sĩ à? Hôm nay chị có thể về nhà được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi thấy khỏe mạnh rồi bác sĩ à. Cháu gửi bác sĩ ít tiền thuốc mấy ngày qua. Chắc chỗ này chỉ đủ tiền thuốc. Cậu bé cất tiền đi.
về mua gì tẩm bổ cho mẹ cậu. Tôi không lấy tiền của cậu đâu. Mẹ đã khỏe hẳn chưa mà đã làm việc rồi? Thuốc của bác sĩ đó tốt thật. Giờ mẹ khỏe lắm. Ây da, bác sĩ thật tốt bụng. Mẹ con mình nên gửi món quà gì đó để cảm ơn bác ấy chứ. Tiếc là nhà mình chả có món gì quý giá. Mùa đông đến rồi, con mới kiếm được gánh củi khô. Con gánh xuống để bác sĩ sưởi ấm. Ừ nhỉ, thế ngày mai con mang quà xuống gửi bác sĩ nhé. Vâng ạ. Cậu bé mang củi đến đây làm gì thế? Dạ, cháu mang biếu bác sĩ bó củi để sưởi ấm cho mùa đông ạ. Này cậu bé, bây giờ người ta nấu cơm bằng bếp ga. Ở đây có điều hòa rồi, không ai dùng cái này để sưởi nữa. Cậu thật là... thế ở đây không dùng củi ạ? À lũ, cháu gánh bó củi này từ trên nhà cháu xuống đây cho bác sao? Vâng ạ. Nhà cháu chẳng có gì ngoài củi ạ. Đối với một bác sĩ như tôi, còn gì hạnh phúc hơn khi nhận được một tấm lòng như thế chứ. Cảm ơn cậu bé rất nhiều. Món quà của cậu thật là quý giá. Nó sẽ là kỷ vật không bao giờ quên trong đời tôi. Tóc hát. Lan Hạnh, chúc mừng em đã trở thành gương mặt đại diện thương hiệu cho công ty dầu gội Sunrise. Rất nhiều người mẫu nổi tiếng đã được đề nghị cho vị trí này, nhưng họ đã quyết định chọn em. Em cũng rất bất ngờ anh à. Đây là một hợp đồng quan trọng, có thể giúp em tiến xa hơn và được nhiều người biết tới hơn. Vì vậy, hãy cố gắng và giữ gìn hình ảnh nhé. À, mà em phải đặc biệt chăm sóc mái tóc đấy nhé. Trong 3 năm phải giữ nó luôn suôn mượt và dài ngang lưng. Một trong những lý do họ chọn em là vì em có mái tóc theo đúng tiêu chuẩn quảng cáo của họ. Vâng ạ, em biết rồi mà. Theo yêu cầu của họ thì ngày mai sẽ tiến hành quay quảng cáo cho sản phẩm dầu gội đấy. Vậy em đi làm tóc đi. Em đi rồi về sớm nha. Chiều nay công ty Sunrise tổ chức đi tặng quà cho một số hoàn cảnh khó khăn ở Viện Nhi. Em cũng phải góp mặt đấy nhé. Vâng, em biết rồi ạ. Các cháu à, hôm nay có người mẫu Lan Hạnh, đại diện thương hiệu của công ty Sunrise, tới thăm và tặng quà. Các cháu có thích không nào? Dạ thích ạ. Chị Lan Hạnh, Lan Hạnh, Lan Hạnh. Ồ, chị ấy xinh quá. Cảm ơn em. Của em nè. Thích quá, thích quá. Chị tặng em, chúc em mau khỏe nhé. Dạ em cảm ơn chị. Tóc của chị đẹp quá. Ước gì em cũng có được mái tóc như chị. Tóc của em... Dạ, cháu bị ung thư, phải xạ trị nên tóc rụng hết rồi cô à. Tội nghiệp em quá. Có rất nhiều bệnh nhân, có lẽ chúng ta đi tiếp thôi. Em bé ngoan, gắng chữa cho khỏi bệnh em nhé. Dạ. Mẹ ơi, ước gì con cũng có được mái tóc như của chị ấy. Liệu mái tóc của con còn có thể mọc lại không mẹ? Em nghĩ gì vậy Lan Hạnh? Anh à, từ chiều về em cứ bần thần hết cả người. Em muốn cắt tóc ngắn ngay bây giờ. Cái gì? Cắt tóc? Sao em lại cắt tóc? Trong vòng 3 năm tới em phải nuôi tóc dài theo cam kết thỏa thuận trong hợp đồng quảng cáo đấy. Em biết, nhưng hôm nay em gặp bé bị ung thư rụng hết tóc trong bệnh viện Nhi. Em thấy thương quá à. Em muốn tặng cho em bé mái tóc của mình. Trời ơi Lan Hạnh, em nghĩ gì vậy? Em tặng tóc, bộ tóc của em có giá hợp đồng bạc tỷ đó. Nếu thích, em có thể mua tặng một bộ tóc giả bán đầy ngoài kia kìa. Ý của em không phải như vậy. Em muốn làm một điều gì đó. Vì các em, vì những bệnh nhân ung thư cơ. Một mình em thì làm được gì? Anh can em, ngày mai là ngày quay quảng cáo rồi. Em làm thế thì em phải đánh đổi cái hợp đồng đáng mơ đấy. Em hiểu không?
em có dám đánh đổi không? Đừng làm chuyện dại dột vô ích đó. Em mà bị cắt hợp đồng thì em phải tự bồi thường và cũng phải rời công ty quản lý này luôn. Em nghĩ cho kỹ đi. Trời ơi, Lan Hạnh, em hại anh rồi. Thế này thì cả anh và em chết chắc rồi. Em xin lỗi, nếu em không quyết định cắt ngay thì có lẽ sẽ không bao giờ em làm được điều đó. Xin chào, hai người đến rồi à? Ủa, Lan Hạnh, tóc của cô... chuyện gì thế này? Như đã thỏa thuận trong hợp đồng, cô phải để tóc dài. Quảng cáo tóc của công ty chúng tôi cần người có tóc dài, chứ không phải một nhúm tóc như thế kia. Phen này thì chết chắc rồi. Lan Hạnh ơi là Lan Hạnh ơi. Dạ, em biết rõ điều khoản đó. Nhưng em có chút việc cần phải cắt tóc ngay. Anh có thể nghe em giải thích. Em tin là nghe em nói xong, anh sẽ... Thôi, khỏi đi. Coi như cô không tôn trọng hợp đồng. Tôi sẽ báo cáo lên giám đốc. Hôm nay không quay gì hết cả. Cô lo chuẩn bị bồi thường vì phá vỡ hợp đồng đi. Nếu anh không nghe em giải thích, anh có thể chờ thêm chút nữa được không ạ? À? Chờ gì chứ? Thôi, dẹp hết, hỏng hết cả việc của công ty. Giờ tôi còn bận tìm gương mặt đại diện khác nữa. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Giám đốc đến rồi ạ. À? Chuyện là thế này, cô Lan Hạnh, cô ấy cắt tóc ngắn ngay trước buổi ghi hình quảng cáo sản phẩm của công ty, coi như phá vỡ hợp đồng, nên em... Tôi cũng tới đây vì chuyện đó đây. Giám đốc cũng biết rồi ạ. À? Vậy thì chúng ta có thể hủy hợp đồng luôn được rồi ạ. À? Tôi biết từ hôm qua rồi, nhưng chưa kịp gọi cho cậu. Cô ấy có gọi điện cho tôi, trao đổi về việc cô ấy muốn thay đổi điều khoản trong hợp đồng. Và đương nhiên là tôi không đồng ý. Nhưng sau khi nghe cô ấy giải thích, tôi đã đồng ý và quyết định thay đổi kịch bản quay hôm nay làm thành phóng sự tặng tóc dài. Qua đó, chúng ta và Lan Hạnh sẽ kêu gọi mọi người cùng tặng tóc cho bệnh nhân ung thư. Tôi tin là việc làm của Lan Hạnh sẽ lan tỏa ra cả cộng đồng, sẽ giúp ích rất nhiều về tinh thần cho người bệnh. Em thành thật cảm ơn giám đốc ạ. À? Không phải cảm ơn tôi đâu. Chính tâm lòng của cô đã thuyết phục được tôi. Và tôi tin đó mới chính là thước phim quảng cáo chân thực nhất, hiệu quả nhất, khiến người tiêu dùng nhớ tới sản phẩm của công ty. Tôi cũng đã mời cả cô bé được Lan Hạnh tặng tóc tới đây ghi hình phóng sự. Nào, vào đây cháu bé. Chị Lan Hạnh ơi. Ôi, mái tóc của em. Em đẹp lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.